33 quốc gia đồng loạt phản đối Tổng thống Zelensky. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Càng gần đến ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, thì Tổng thống Zelensky càng có nhiều việc phải làm hơn. Ông tuyên bố nhiều hơn, họp báo nhiều hơn, công du nước ngoài nhiều hơn, nhưng đều cho thấy đang gặp bất lợi. Ngoại trừ phương Tây, phần lớn thế giới đều tỏ ra khá lạnh nhạt. Đặc biệt khi 33 quốc gia thuộc khối Mỹ Latin đã phản đối Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh của họ. Trong khi ấy, một thành viên NATO thân thiết lại từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, khiến Zelensky nổi giận. Nga tăng cường đánh vào trụ sở đầu não. Trong khi giới quân sự và ngoại giao Mỹ vẫn tuyên bố rằng quân đội Nga đã thua và thể hiện phong độ yếu kém, thì mới đây, Nga lại tấn công vào khu vực Học viện Lục quân ở miền Tây thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine. Theo truyền thông Nga, thì thời điểm bị tấn công, học viện này có khoảng 800 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang có mặt tại đó. Trong khi ấy, thì truyền thông Đức cho biết có khoảng 10 tên lửa Kalib được phóng từ Biển Đen đã tấn công vào thành phố vào khoảng 1 giờ sáng hôm 6 tháng 7. Thị trưởng thành phố Anadis Sadovji đã xác nhận đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự của Lviv kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Trong khi phía Ukraine xác nhận hậu quả của cuộc tấn công khiến 10 người chết và 45 người bị thương, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại đáng kể, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cho biết cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như những nơi cất giữ xe bọc thép do nước ngoài sản xuất đã đạt được mục đích. Hiện thì chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Ukraine và lính NATO dưới vỏ bọc đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Tuy nhiên, những đoạn quay cho thấy tòa nhà Học viện Lục quân đã bị phá hủy nặng nề. Một góc tòa nhà gần như bị đánh sập, cho thấy mức độ thiệt hại nhân mạng sẽ rất cao nếu các binh sĩ Ukraine và nước ngoài đang trú ngụ trong đó. Trong khi ấy thì những diễn biến tại mặt trận phía đông, cách thành phố miền Tây Lviv hàng nghìn cây số, vẫn đang diễn ra khá khốc liệt. Mỹ ra tối hậu thư cho Kiev. Với cuộc phản công được dự báo có khả năng thất bại, Tổng thống Zelensky hiện đang phải dốc toàn lực thương lượng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của phương Tây thông qua truyền thông. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã có cuộc trả lời phỏng vấn với CNN rằng khi ông nói rất biết ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ đất nước của ông. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông bắt đầu chuyển sang bao biện và trách móc các nhà lãnh đạo châu Âu rằng nhẽ ra Ukraine có thể bắt đầu cuộc phản công sớm hơn, nhưng đã phải phản công muộn hơn dự kiến vì thiếu vũ khí. Tổng thống Zelensky cũng đổ lỗi rằng ở một số khu vực trên chiến tuyến, các binh sĩ của ông thậm chí không chiến đấu tích cực do họ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, cuộc trả lời của ông với CNN đã bị chính nội bộ Kiev không đồng tình. Đơn giản là Ukraine khó có thể phản công sớm, ngay cả khi được trang bị đầy đủ vũ khí của phương Tây, bởi binh sĩ nước này đã bị thương vong lớn trong nỗ lực cố thủ tại Bakhmut. Việc Tổng thống Zelensky liên tục đổ quân vào cỗ máy xay thịt Bakhmut bất chấp phản đối của tướng Zaluzhny đã làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ của quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky đã sai lầm khi tìm kiếm một chiến thắng vô vọng tại Bakhmut và hiện tại tiếp tục đẩy lực lượng Ukraine vào một cuộc phản công khó khăn dưới áp lực của phương Tây. Có thông tin cho rằng chính quyền Biden sẽ ra tối hậu thư tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Trong đó, Kiev phải lấy lại được Melitopol và tiếp cận được tới ranh giới Crimea vào mùa thu này. Đây có thể nói là sứ mệnh bất khả thi nếu xét đến thực lực của quân đội Ukraine vào thời điểm hiện tại. Sau một tháng thất bại trong nỗ lực tiếp cận các tuyến phòng thủ của Nga, phía Ukraine hiện đang phải thay đổi chiến thuật. Có lẽ vì vậy mà thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Daninov đã nói hôm 4 tháng 7 rằng ở giai đoạn chiến sự tích cực này, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy, lực lượng pháo binh và phòng quân của quân đội Nga. Tuy nhiên, không giống như lực lượng Nga, Ukraine không tập trung tiêu hao đối phương trên chiến trường, mà lại sử dụng tên lửa của phương Tây để bắn vào các khu dân cư tại vùng Belgorod và Kursk của Nga, ở thành phố Donetsk tại vùng Donbass. Tất nhiên, chiến tranh tiêu hao là điều mà người Nga đã thực hiện trong hơn một năm qua, bằng cách tiêu diệt một cách có hệ thống các lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là pháo binh và nguồn cung cấp vũ khí dọc chiến tuyến, cũng như sâu bên trong hậu phương của Ukraine. Rõ ràng, khi hai bên tham gia chiến tranh tiêu hao, thì bên có nhiều tài nguyên hơn sẽ giành chiến thắng. Và trong cuộc xung đột này, chắc chắn đó là Nga. Tuy nhiên, giới lãnh đạo cấp cao Kiev vẫn phớt lờ thực tế và tiếp tục nói dối. Tư lệnh lục quân Ukraine là tướng Alexander Shipkaya đã tweet hôm 5 tháng 7 rằng cuộc phản công đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Bộ chỉ huy Ukraine đảm bảo rằng Bakhmut sẽ được giải phóng và tổn thất của quân Nga sẽ cao từ 8 đến 10 lần so với quân Ukraine. Nhưng thực tế thì đang diễn ra ngược lại. Trong những tháng gần đây, phía Nga đã bắn lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần phía Ukraine,
Trong chiến tranh hiện đại, thì học thuyết quân sự chỉ ra rằng pháo binh gây ra khoảng 3/4 tổng số tổn thất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu bên bắn đạn pháo nhiều gấp 10 lần đối phương như Nga phải chăng lại chịu tổn thất cao gấp 8-10 lần như tướng Ukraine tuyên bố? Rõ ràng là tướng Sitkaya hiểu hơn ai hết về các học thuyết quân sự, nhưng ông buộc phải nói dối để không làm mất tinh thần quân đội của ông. Cũng như ông đang phải cố chứng minh với các nhà tài trợ phương Tây rằng quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu rất hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Ukraine đang làm được điều đó. Trong bối cảnh chiến trường đang gặp nhiều bất lợi, thì Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục công du châu Âu để tìm kiếm nguồn cung cấp tài chính và vũ khí mới. Công du thất bại, Bulgaria từ chối viện trợ vũ khí cho Kiev. Trong vài ngày qua, Tổng thống Zelensky đã công du các nước láng giềng. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine tỏ ra kém mặn mà trong việc cung cấp vũ khí mới cho Kiev. Ở Bulgaria, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky được gọi là một sự xấu hổ. Vào hôm 6 tháng 7 vừa qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến thăm Bulgaria, nơi ông hội đàm với người đồng cấp Rumen Radev. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đàm phán không như Tổng thống Zelensky mong đợi. Thậm chí còn diễn ra khá căng thẳng khi Bulgaria đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ Politico ngày hôm qua đã viết như sau. Zelensky đả kích Tổng thống Bulgaria vì nước này phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ Politico tường thuật rằng Tổng thống Zelensky đã công kích người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev trong một cuộc trao đổi gay gắt được truyền hình trực tiếp ở thủ đô Sofia. Trong đó, ông đã công khai chỉ trích quan điểm của Tổng thống Radev đối với việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Cuộc họp được cho là cực kỳ căng thẳng khi Tổng thống Bulgaria tỏ ra bất ngờ trước sự phẫn nộ của Zelensky. Vì vậy, ông đã yêu cầu các phóng viên rời khỏi phòng họp. Trong khi, Tổng thống Bulgaria nói rằng việc cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev sẽ không giải quyết được cuộc xung đột và sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở mặt trận, thì phái đoàn Ukraine đã ngồi nghe với thái độ lạnh lùng và khinh miệt. Khi Tổng thống Radev đề cập đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, thì Tổng thống Zelensky đã hoàn toàn gạt bỏ đề xuất này. Theo tờ Politico, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Bulgaria vì ông này né tránh lên án Moscow và chỉ gọi cuộc tấn công của Moscow là một cuộc xung đột, chứ không phải là một cuộc chiến xâm lược. Tuy nhiên, để giảm bớt căng thẳng với đồng minh, Tổng thống Zelensky đã hạ giọng khi nói với truyền thông Ukraine như sau. Ông ấy, Tổng thống Bulgaria tin rằng việc viện trợ cho Ukraine là một sự leo thang. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự tự vệ. Đây chỉ là sự khác nhau về quan điểm. Tôi sẽ không chỉ trích Tổng thống Bulgaria bởi vì tôi đang đến thăm họ. Tôi tôn trọng nước chủ nhà và sự lựa chọn của ông ấy. Như vậy có thể thấy, chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới các quốc gia thành viên NATO là Bulgaria đã gặp thất bại thảm hại. Có thông tin cho rằng vào tối ngày 6 tháng 7, máy bay chở Tổng thống Zelensky đã hạ cánh xuống thủ đô của Cộng hòa Séc. Kênh truyền hình Séc đưa tin, Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm với Tổng thống Séc Petr Pavel. Ngoài ra, ông dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Petr Fiala, cũng như các nhà lãnh đạo đứng đầu hai viện của Quốc hội Séc. Séc là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự tích cực nhất cho Ukraine. Vì vậy mà nhiều khả năng, nước này vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev. Sau chuyến thăm tới Cộng hòa Séc, thì Tổng thống Ukraine sẽ tới Istanbul, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Có một điểm đáng chú ý là Tổng thống Zelensky đã đột ngột rời Ukraine và thực hiện chuyến công du bí mật từ các quốc gia Đông Âu. Có thông tin cho rằng, việc Tổng thống Zelensky rời đất nước vào lúc này có thể liên quan đến việc Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Điều này có vẻ trùng hợp khi mà vụ tấn công bằng UAV vào điện Kremlin hồi tháng 5 vừa qua cũng diễn ra vào thời điểm Tổng thống Zelensky bất ngờ có một chuyến công du tới Bắc Âu với lộ trình đầu tiên là Phần Lan. Thời điểm đó, ngay sau sự cố chấn động này, tại Phần Lan, Tổng thống Zelensky đã phủ nhận rằng chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow, chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của chúng tôi không tấn công Putin, chúng tôi để vụ này cho tòa án. Không rõ là những suy luận này có đúng hay không, nhưng mà chủ đề về một sự cố hạt nhân xung quanh nhà máy Zaporizhzhia vẫn đang nóng lên theo từng giờ, thì Tổng thống Zelensky lại không ở trong nước giải quyết mà vẫn công du nước ngoài. Như vậy có thể thấy, không chỉ gặp bất lợi trên chiến trường, mà chính quyền Kiev hiện giờ đang phải đối mặt với sự suy giảm nhiệt tình của chính các đồng minh châu Âu trong cuộc chiến chống lại Nga. Ngoài Hungary, Bulgaria, hiện giờ Đức cũng đang tỏ thái độ lập lờ với Ukraine. Bất chấp áp lực, Đức cảnh báo về sự leo thang của phương Tây. Các quan chức hàng đầu của Đức gần đây đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang của phương Tây ở Ukraine và ra dấu hiệu cho thấy Berlin có khả năng sẽ đẩy lùi các đề xuất khiêu khích nhất.
hiện Vương quốc Anh đã cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km. Nhà Trắng cũng chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn lên tới hơn 300 km. Theo Reuters, Ukraine hiện đang yêu cầu Đức hỗ trợ nước này tên lửa tầm xa tàu rớt kép 350. Đây là loại tên lửa phóng từ trên không do Đức và Thụy Điển đồng sản xuất, với tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Trước áp lực của Mỹ và Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết nước này vẫn đang cân nhắc việc gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine vì lo ngại vũ khí có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ của Nga. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng tất cả các yêu cầu mà Đức nhận được đều phải được đánh giá cẩn thận. Giới quan sát nhận định, cách tiếp cận thận trọng này của Thủ tướng Scholz cho thấy Đức muốn tránh leo thang hơn nữa trong khu vực. Còn nhớ là vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng cảnh báo phương Tây rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bán đảo Crimea có thể dẫn đến cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và NATO. Ông nói, việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi có nghĩa là Mỹ và Anh sẽ hoàn toàn bị kéo vào cuộc xung đột và sẽ kéo theo các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine. Có thể nói là trong suốt 16 tháng xung đột tại Ukraine, thì Đức liên tục chịu áp lực lớn từ Mỹ, Anh và đặc biệt là Kiev, khi mà chính quyền Thủ tướng Scholz đôi khi tỏ ra miễn cưỡng viện trợ quân sự theo yêu cầu. Tuy nhiên, thì trong nhiều trường hợp, Đức đã nhượng bộ trước yêu cầu của Ukraine. Ví dụ gần đây nhất là Đức đã phản đối việc gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 tới Ukraine. Nhưng mà sau khi Ba Lan, Anh và Mỹ cam kết gửi xe tăng tiên tiến của họ cho Kiev, thì Đức đã đồng ý gửi hàng chục xe tăng Leopard 2 tới chiến trường Ukraine. Có điều, xe tăng Đức đang bị phá hủy trên chiến trường và hiện Kiev đang yêu cầu Berlin thay thế. Trong khi đó, thì xe tăng Abrams của Mỹ vẫn chưa đến Ukraine. Berlin cũng được cho là đang trì hoãn kế hoạch đưa ra mốc thời gian chính thức cho Ukraine trở thành thành viên của NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tuần tới. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Zeit Post Polito vào hôm 3 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết NATO sẽ không thể xác định các điều kiện để Ukraine gia nhập khối này cho đến khi Ukraine kết thúc xung đột với Nga. Ông Pistorius tuyên bố như sau: trong các cuộc gặp gần đây của tôi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một lần nữa chúng tôi nhất trí rằng liên minh không bao giờ được trở thành một bên trong xung đột. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức tiếp tục giải thích rằng Đức cam kết sẽ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine chừng nào mà cuộc xung đột còn tiếp diễn. Ông cho biết Berlin sẽ giao hàng chục xe tăng Leopard 1 cũ hơn cho Kiev trong vài tuần tới. Như vậy có thể thấy, nước Đức vẫn đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev, trong khi tiếp tục cam kết gửi xe tăng Leopard 1 thay vì phiên bản 2 tân tiến hơn. Tất nhiên là người Đức đã chứng kiến Leopard 2 bị vũ khí Nga thiêu rụi trên chiến trường như thế nào, thì Leopard 1 có từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước sẽ chẳng nhằm nhò gì, và chẳng qua đó chỉ là hình thức giúp Đức dọn dẹp kho vũ khí cũ của nước này mà thôi. Những động thái này của Đức đang khiến Tổng thống Zelensky thất vọng, báo hiệu một sự suy giảm nhiệt tình đối với cuộc chiến tại Ukraine ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Các nước Mỹ Latin hiện cũng tỏ rõ thái độ hờ hững đối với Tổng thống Ukraine. Mỹ Latin phản đối Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh CELAC. Trong khi hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 tại Litva, cho thấy một số rạn nứt giữa các đồng minh trong việc tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine, thì ngay sau đó, vào ngày 17 và 18 tháng 7 tới, cũng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh khác tại Bruxelles giữa Liên minh châu Âu và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, gọi tắt là CELAC. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị, cả hai khối EU và CELAC đang tranh cãi nhau về một số đoạn trong dự thảo tuyên bố chung. Cả hai khối châu Âu và Mỹ Latin đã gửi đi gửi lại một số bản thảo của tuyên bố chung. Trong đó, một bên là EU muốn điền thêm một số chi tiết, trong khi phía bên kia lại muốn xóa đi. Tất nhiên là EU muốn biến hội nghị thượng đỉnh của khối CELAC thành một diễn đàn để lên án Nga và kêu gọi sự ủng hộ đối với Ukraine. Kênh truyền thông nổi tiếng châu Âu là EU Rattip cho biết, trước hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt, các quốc gia Mỹ Latin đã gửi một đề xuất phản đối dài 21 trang đối với các văn bản dự thảo mà các quốc gia thành viên EU đã gửi cho họ vào tháng trước. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, thì dự thảo của EU gửi tới CELAC được cho là bao gồm một số đoạn nhắc tới cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng 33 quốc gia của khối CELAC đã xóa mọi thứ đề cập về Ukraine khi họ gửi lại bản tuyên bố của mình. Thay vào đó, dự thảo của CELAC kêu gọi cả hai khối ủng hộ các giải pháp ngoại giao nghiêm túc và mang tính xây dựng cho cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu,
bằng các biện pháp hòa bình, đảm bảo chủ quyền và an ninh của tất cả chúng ta, cũng như hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và quốc tế. Kênh truyền thông châu Âu này cũng thừa nhận rằng, trong năm qua, châu Âu đã tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác của họ trên khắp thế giới để tập hợp sự ủng hộ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng phần lớn các quốc gia Mỹ Latin đã nhiều lần tuyên bố họ không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến mà họ coi là vấn đề của châu Âu. Như vậy có thể thấy, trong khi Mỹ và châu Âu nói rằng Nga đang bị cô lập trên thế giới, thì hầu hết các nước Nam bán cầu vẫn thể hiện quan điểm trung lập, mặc dù họ chịu áp lực phải bỏ phiếu phản đối Nga tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không chỉ phản đối việc đưa chủ đề Ukraine vào văn bản tuyên bố chung giữa EU và CELAC, các quốc gia Mỹ Latin còn phản đối sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh của khối này. Được biết là Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sancho đã đưa ra lời mời ông Zelensky tới tham dự hội nghị. Truyền thông châu Âu cho biết như sau, một điều gây khó chịu nữa trước thềm hội nghị thượng đỉnh chung là xung quanh sự kiện về sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Người ban đầu nhận được lời mời từ Tây Ban Nha nhưng đã bị từ chối sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ Latin phản đối. Trong khi đó, thì truyền thông Ukraine cho biết rằng Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Mỹ Latin và Argentina ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine. Trong đó, ông nhấn mạnh việc cô lập Nga là rất cần thiết. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã đề xuất công thức hòa bình và chúng tôi muốn tất cả các quốc gia đoàn kết ở đó. Nhưng muốn là một chuyện, mà để ý muốn đó của Tổng thống Zelensky trở thành hiện thực thì còn khá xa vời. Trong khi các thành viên EU và NATO đang cố gắng tập hợp đồng minh của họ để lên án chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, thì đại đa số các quốc gia thế giới đã từ chối lời kêu gọi lên án và cô lập Moscow. Mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia Mỹ Latin đã phát triển trong những năm gần đây, và khu vực này đang được hưởng lợi từ việc châu Âu tẩy chay năng lượng của Nga. Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, người Nga hiện đang chuyển hướng sang các thị trường Mỹ Latin, nơi đang rất cần nhiên liệu, trong đó có nhiên liệu diesel. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.